Sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại xã Yên Bình, gồm thương binh 4/4 Trần Trọng Sinh sinh năm 1939, huy hiệu 59 tuổi Đảng, thương binh 3/4 Bùi Ngũ sinh năm 1940, huy hiệu 60 tuổi Đảng. Cùng đi có lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Bình. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mong muốn các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tích cực vận động người thân góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các gia đình. Lãnh đạo xã Yên Bình đã tặng quà của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã cho gia đình chính sách đến thăm.